Và bé Tường Lam, để tôi chứng minh cho bà con nghe là bé Tường Lam có cái sự nó thuộc lòng, có sự thuộc lòng, nó thuộc lòng rất rõ ràng chứ không phải tự trong đầu mà nhớ. Đó, bà con nghe nha. Tâm tịnh thường đó dạy lỗi lần, diêm lầm lỡ cũng do tâm. Tâm tịnh thường đó dạy lỗi lần, vì sống sống hóa lâm hòa lần nhẹ nhõm, ngày xưa mấy bà vẫn không nhau. Đó, trong khi mọi người, đó, bà con thấy không? Bé đọc có cái sự gọi là ngập ngừng, nhớ, đây là gọi là nhớ. Bé đọc có một sự là ngập ngừng, có nghĩa là nhớ lúc quên. Ngày xưa đi học nó thật sự tôi mẫu lần cô giáo mà bắt lên giờ bài là mấy bài mà bài thơ thuộc lòng đâu quá vậy. Là nói thật sự là mình mà ngẩng câu đầu là cô giáo biết là đêm hôm mày chắc mày không học bài đúng không, vậy là cái như là dạ đúng rồi, vậy là biết ngay. Có những cái nó thật sự với con mình phải lấy trong cái thực tế của mình rồi mình suy ngẫm lại, chứ mình đừng có tin bừa tin vội nghe. Đó. Bài thơ gì mà mẹ em cuông quay lên bờ mẹ em xuống cấy đấy quý bà con, đấy thật sự đấy. Chỉ cần là nó thật sự cua mà nó thật đập với con cua mà cái cua không quay lên bờ thật xong rồi thôi đi về chỗ là một điểm rồi đấy, phải cua phải quay lên bờ rồi mẹ em xuống cấy để nó thể hiện cái sự mà vất vả cái của một người mẹ. Trời đất thánh thần, một đứa trẻ bé Tường Lam đâu phải nhỏ, bé Tường Lam là 5 tuổi 10 tháng rồi. Với lứa tuổi này nó tiếp cận là nó cái môi trường mạng tiếp cận từ sớm, thì cái câu chuyện mà nó nghe nó thuộc là rất bình thường. Tôi đã chính mắt tôi đã thấy có nhiều cháu đó, có nhiều cháu 5 tuổi mà nó cũng thuộc rất nhiều bài hát, nhạc vàng cũng thuộc, nhạc mà nhạc tiền chiến cũng thuộc, nhạc thiếu nhi cũng thuộc, báo hát bài chi là hát re ro liền. Và chúng ta cũng đã từng thấy đấy, cái tôi nói vừa rồi là tôi thấy, còn các vị cũng từng thấy là bé Xuân Mai 2 tuổi là cái như là lên có cái MV riêng, 5 tuổi là có một live show riêng, bà con thấy không? Đấy. Bé Xuân Mai mà chúng ta còn lạ gì nữa không biết đấy. Có những đứa trẻ vậy đâu phải là không có đâu đấy. Mà sao tự nhiên bây giờ nó thật sự một đứa trẻ nó biết hát một cái bài thiếu nhi mà chính những một bài, rất nhiều bài lại không được ca tụng, lại không được tôn nó lên là một đứa trẻ thông minh, lại không có YouTube PA, mà một con bé như bé Tường Lam thuộc chỉ 10 bài chú thôi lại được người mẹ tung hô YouTube PA, các thầy cái là nâng đỡ. Cuối cùng sao? Cuối cùng đây nó thật sự có phải người ta đang dựa vô tôn giáo hay không? Đấy. Tôi nói không có cái chi mà cái gì nó nhanh bằng dựa vô tôn giáo hết trơn. Người ta đánh từ đâu? Đánh vô cái sự gọi là cá tinh, vẫn còn là gọi là mê muội đó quý vị. Đánh vô cái vấn đề mê muội. Lấy cái số đông. Cái xã hội bây giờ bà con thấy là có rất nhiều người mà cái như là vẫn còn mê mà đến mức mà si luôn. Đấy. Mê thì được nhưng đừng có si. Trời ơi, mê mà mê si luôn quý bà con. Trời đất thánh thần thiên địa. Đấy, mê thì ok chứ đừng có si. Si là chết. Rất nhiều người cũng mê si. Đấy, cho nên là cái như là khi mà bé lên, bé đọc chỉ mấy bài chú thôi, nhiều người tung hô bé lên quá trời. Cuối cùng bây giờ tôi nói thật sự quý bà con, đấy là nó đúng gì? Đúng với là cái suy nghĩ của người mẹ luôn. Đúng với là cái tâm nguyện của người mẹ luôn. Và nó đúng với những cái gì, cái hoạch định của người mẹ là cái như vậy luôn. Thì tôi nói với con, trời đất thánh thần ơi, không sướng hả? Ông Phạm Lãi, cái ông quan cái như là ở bên Trung Quốc, bây giờ ông phải về tự tại nhà chỗ bé Tường Lam, ông xin cái mẫu bánh bao, thì bà con nghĩ cái chuyện nó sai. Tôi nói thiếu cha về chỗ ông xin, đúng không? Từ Trung Quốc mà ông qua đây, tôi nghĩ là nhiều chỗ ông xin lắm quý bà con. Có nhiều lúc ông vô mấy cái bữa hải sản quý bà con, trời ăn hải sản không sướng hả? Chi ăn bánh bao chi mà phải đi xin qua một con bé nhỏ, đúng không? Đấy, nói giỡn chơi đó, tôi nghĩ có thiệt đó. Nếu mà quá như ông thần tài thổ địa mà ông linh cỡ đấy đó, thì mấy cái ông mà sản xuất ra cái tượng đó quý bà con, dầu rào, dầu sụ rào,
Không còn cái cảnh mà anh đi làm từng bức tượng đi bán cho chúng ta về thờ đâu. Thờ là tướng niệm, thờ là để đặt một niềm tin để mình tướng niệm nhớ ơn thôi. Đấy. Cho nên chẳng có một cái chi mà nó thật sự nó thần thánh hóa như vậy. Bà con thấy là nhiều lúc mà nó thật sự mấy nhà trọ rồi người ta cũng thuê đấy, rồi người ta cũng đem thần tài thổ địa cho người ta thờ đấy. Thờ xong mà khi người ta trả nhà rồi người ta cũng đem thần tài thổ địa ra gốc cây người ta dục đầy cái gì ở đất Sài Gòn, bà con đi ngang ngang mấy công viên gốc cây đầy cái gì đấy. Ủa linh như vậy mà tại sao người ta phải đem vứt bỏ ngoài vậy, người ta không sợ hả? Hả đấy hả, người ta không sợ cái là mang nghiệp hả, không sợ ống dìa cái như ống hỏi hả, không có vậy. Đấy, cho nên tất cả những cái chúng ta phải áp dụng vào những cái thực tế trong cuộc sống để chúng ta nhìn nhận một cách nó thực tế hơn, nó khoa học hơn. Đấy, chứ không phải là nghe một cái thông tin một chiều từ người mẹ mà chúng ta là kết luận. Đấy. Và bé Tường Lam nó cũng là một trong những bé mà nó cũng thích nghe những bài giảng của là thầy Pháp Hòa. Nó thích nghe những bài giảng thầy Pháp Hòa có luôn. Tôi nói thật sự với con, tôi nói cái chi, nói cái sách bách chứng, bà con nào xem ba cái clip chỗ là cái kênh Đọc Lạ thì bà con thấy. Nó rất thích nghe những bài giảng của thầy Pháp Hòa, chứ không phải là nó không nghe đâu. Yêu rất là nhiều môn. Con còn biết bài kinh sám hối nữa. Con biết bài kinh sám hối. Là bé thuộc bao nhiêu kinh hết chị? Khoảng 10 bài kinh đó. Thuộc nha. Cái anh YouTube anh cũng hỏi là bé thuộc chứ không phải là biết nha. Bà con nên nhớ cái câu từ thuộc là có học mới thuộc, đúng không? Còn biết là nó thật sự anh không học anh cũng biết. Anh cái như là thuộc là anh phải có một cái vấn đề, cái như là anh phải học hỏi chứ, đúng không? Bé thuộc bao nhiêu bài kinh, nhưng mà cái này nó thật sự này không phải là bài kinh. Bà con đang nhầm tưởng kinh nó khác, chú nó khác à. Bé đang đọc đây là mấy bài chú chứ không phải kinh nha. Có nhiều người thần tượng hóa là trời ơi bé mới có 4 tuổi mà thuộc kinh ra đây, chú với kinh đâu ra đây, toàn chú với thím không chứ kinh đâu ra, mà kinh cái lúc nào cũng điện qua tôi kinh đâu ra. Biết bao nhiêu cái như là cái kinh không, mà cái bé thuộc hết kinh, thuộc lầu kinh Phật thì bà con cứ nghĩ đi. Bà con nào xem cái phim mà Tôn Ngộ Không, bà con nghe đó thấy rồi gì, lúc mà đi thỉnh kinh đó quý bà con, tập cuối đó trời kinh quá trời chứ. Cái tập này cái như là cả ngàn quyển, tập kia cả ngàn quyển, tập nọ cả ngàn quyển, bé thuộc nổi không? Tôi nói nó thật sự sống mà cái như là cái một đời người sống 80 tuổi mà cái như là tới 80 đời chưa chắc gì thuộc hết kinh, nhiều quá sao thuộc được. Mấy ông thầy mà ông đi tới ông tụng kinh cho cái gia chủ nào đấy, ông không phải lật quyển kinh ra ông ngồi ông cũng tụng chứ. Thuộc những bài đáng thuộc, thuộc những bài gọi là những bài tú đó, để ông hay cúng những bài đó là ông thuộc thôi. Còn đại đa số rồi quý bà con để khi mà tới tụng kinh thì ông cũng phải lật quyển kinh ra ông ngồi ông đọc thôi, chứ không ai mà thuộc hết đâu quý bà con. Có người thuộc nhưng mà thuộc không hết. Thuộc không bao giờ hết được, kinh nó nhiều muôn vàn. Mà do cái tựa đề ở đây là nó thật sự nó sắp sắp chỗ đây nè. Bẩm dưng anh chay thuộc lầu kinh Phật. Thuộc lầu kinh Phật đây là cái người ta, nhiều người họ mê muội đến mức họ nghĩ rằng con bé này đó đế ra là nó đã thuộc kinh rồi. Mà thuộc lầu có nghĩa kinh nào nó cũng thuộc. Nhưng thực tế là sao? Thuộc chỉ có 10 bài chú thôi. Mà thực tế hơn nữa chúng ta nghe bé đọc chỉ có đôi ba bài hả? Đúng không? Cho nên làm cái chuyện mà thuộc lầu kinh Phật ở đây, cho nên nó liên quan đến công từ, liên quan đến câu từ. Ngay cả cái vấn đề là cái tựa đề đã là thuộc lầu kinh Phật. Thuộc là anh có học anh mới thuộc. Còn giả sử như là biết, khi mà cái kênh YouTube anh để là biết rõ về kinh Phật hay là biết hết về kinh Phật lại là một vấn đề khác. Có nghĩa là anh tự biết, anh tự biết, giống bé Từ Lam là trong đầu của con nghĩ. Nhưng mà ở đây chúng ta đã nghe rất rõ là thuộc lầu kinh Phật, có nghĩa rằng bé có học, bé có nghe, bé mới thuộc nha. Ngay cái từ thuộc chúng ta đã hiểu ý nghĩa nó rồi gì. Cho nên cái này không phải là tự nhiên bé biết nha, đừng thần tượng hóa vấn đề. Có nhiều người bảo rằng ủa con cháu ông cái như là sao ông không dạy nó thuộc đấy. Tôi nói mọi đứa có một cái sở trường sở đoản riêng.
không phải đứa nào như đứa nào. À, bây giờ mà hát mấy bài nhạc thiếu nhi đứa nào lại cháu tôi. Cháu tôi mới 3 tuổi rưỡi mà nó thật sự nó hát, tức là nó thật sự mấy chục bài thiếu nhi đó. Vì sao quý bà con? Cứ làm mớ mấy cho nó nghe đó quý vị. Đỡ cái gọi là cái nôi ở trước đó. Bắt đầu đưa qua đưa lại rồi nó nghe, bắt đầu là nó thuộc. À, 3 tuổi rưỡi thuộc bây giờ phải là mấy chục bài thiếu nhi. À, rồi lúc đấy là sao? Chẳng lẽ bé cũng tự biết hả? Mình không dạy nhưng bé nghe bé sẽ thuộc. Đây là một trong những cái có thật. À, bé Tường Lan cũng như vậy. Đừng thần tượng hóa nè quý bà con, để cho bé nó có một cái gọi là cái túi thơ yên bình. Mình càng thần tượng hóa là càng hại bé không? Mình càng thần tượng bé là càng hại bé, chứ không có giúp bé được trong vấn đề nào. Còn gia đình cũng phải nghiên cứu suy nghĩ lại, à, có nên tiếp tục với những cái mà cái đường đi mà nó gọi là nó trượt đường ray như những ngày vừa qua hay không. Tôi nghĩ là cái như là cái chiến thuật của người mẹ của bé Tường Lam cũng phải nên xem xét lại, phải có những cái hoạch định lại nó cụ thể hơn, cho thấy là có cái sự vội vàng, à, rồi nắm vội trong cái vấn đề gọi là người ta gọi gì, đốt cháy giai đoạn, đốt cháy giai đoạn. Bé Tường Lam chưa có một ngày học, chưa có một ngày gọi là thế này thế khác mà đã đẩy bé lên có những cái kết quả rồi, rất nguy hiểm. À, nó thuộc lầu mà nó học nó thuộc, chứ còn tự nhiên nó tự nhiên là cái như là nó phải gọi là biết hay là cái như là bỗng dưng không có vậy, còn nó thuộc lầu cái gì nó học đó chứ. À, mà có 10 bài thôi nha quý vị, 10 bài thôi, mà 10 bài đây là nó ngắn chứ không có dài. À, 10 bài kinh, 10 bài kinh, nhưng mà bài kinh khó không ạ? À, ví dụ như cái chỗ đây 10 bài kinh, bà con nghe người mẹ đó vậy, 10 bài kinh khó không hà? Người mẹ đang đẩy con mình lên chút, con của mình trời ơi, 10 bài kinh mà khó cỡ đấy mà nó học thuộc, mà nó có 4 tuổi hà, đúng không? Chứ người mẹ nói đơn thuần bé nó nghe YouTube hay nó nghe cái gì đó rồi bé nó thuộc được 10 bài kinh thì chị cũng thấy vui vui thôi, chị cũng gọi em qua để chia sẻ. Tuổi của bé bây giờ nó là 5 tuổi 10 tháng hay bé gần 6 tuổi rồi. Thì chị cũng thấy cái lạ ở con chị đó, thì chị gọi em qua chia sẻ xem thử là có bà con nào có con như chị hay không, để mà cùng nhau trao đổi, cùng nhau để mà có một cái gọi là cái trách nhiệm trên mạng để mà mình có dạy con tốt hơn, đúng không vậy? Ai đâu mà cái chi người mẹ cũng đôn con mình lên hết trơn hết trọi. Quý bà con, 10 bài kinh mà 10 bài kinh khó không hà, mà con của chị là 4 tuổi hà, mà năm nay là năm 2023, mà năm 2020 là con của chị là 3 tuổi rồi, mà chị tính sao mà cái năm ri mà con của chị là 4 tuổi thì tôi cũng thua chị rồi đó hả? Thì qua những câu từ của người mẹ, bà con thấy thì đại đa số người mẹ nói chứ không phải là bé Tường Lam nói. Người mẹ là một trong những người gọi là cái như là mắt đường, là bé Tường Lam chỉ theo đó mà đi thôi. Nghe chưa, thằng Minh Sài Gòn, mày vô mà nghe anh dạy cho mày khôn ra nè. Đấy, đừng có u mê. Đấy chứ. Đấy. Người mẹ là một trong những người gọi là cái như là vẽ đường. À, bé Tường Lam giống con hươu thôi, người ta gọi là vẽ đường cho hươu chạy. Y xì như vậy. Một bài kinh như vậy thường á, một trang trên giấy A4 thì nó dài lắp một mặt giấy không? Không, A4 thì là phân nổ. Một trang, hai trang của cái giấy tập của mình đó. Rồi, học bây giờ có không biết số của mẹ con. Rồi bây giờ. Dạ bà con thấy nè. Một bài chú đây nó đâu được dài đâu quý bà con. Nó đọc lầu lầu chút cho bác. Nó đọc lầu lầu chút là xem như ok rồi, có gì đâu. Đó, mà tôi nói quý bà con á. Trẻ con đó, trẻ con là thật sự là cái như là nó có một cái ý là nó nghe qua nó thuộc liền à. Trong cái đầu của nó đâu có gì đâu mà nó để nó phải phân tâm. Như chúng ta phải phân tâm cơm áo gạo tiền. À, rồi nhiều lúc đang suy nghĩ cái chi đó, bà vợ bà ra bà vỗ vai cái đùng âm, ngày mai tôi đi cái như là shopping, bắt đầu là quên hết trơn. À, hồn vía là cái như bay hết trơn trời quý bà con. Cái chứ. Mấy chú nào, mấy chú nào có vợ là mấy chú tôi nghĩ chắc cũng hay bị chứ. Đang suy nghĩ, đang thả hồn, đang phiêu du, bắt đầu bà vợ bà ra bà vỗ tay cái bập cái như là âm con hết sữa, tao nói thâu hồn vừa không kịp luôn.
là dỗ cái ông cái như là ngày mai cái thằng kia nó có mời đám cưới nó mới đưa cái thiệp tới thầy, cũng phải lo thu xếp thời gian quá vậy cũng tiền bạc chứ. Cái gì đánh đánh cái túi mà túi người lớn đó là toàn là cái chi phải mơ mắt ra là cơm áo gạo tiền hết á. Đó, cho nên là nhiều lúc nó phân tâm mà nhiều lúc nó còn giật mình ngã ngửa nữa quá vậy. Đấy không? Nhiều lúc mình đang thả hồn nó phiêu phiêu chút, trời bà vợ bà ra bà dỗ lên cái vai cái đùi anh ngày mai đi siêu thị, ngày mai đi shopping, hoặc là bạn em nó mới được cái như ông xã tặng ngày sinh nhật cái này nghĩa. Tôi nói với con ông nội có còn thả phiêu nữa hay không? Hồn gì không kịp một cái phiêu vậy. Đấy, cho nên nhiều cái tôi nói thật sự mà một đứa trẻ thơ nó khi mà nó nghe được nó tập trung vào nó nghe nó thả theo cái vấn đề đó nó nhiễm theo vấn đề đó nó nghe nó thuộc rất nhanh đấy. Bà con nào thông tin có cháu là gì cứ thử thử mở chú Đại Bi mà bài hát chú Đại Bi phổ nhạc rồi đấy. Đấy thì nó mở nó nghe đôi ba lần là nó thật sự nó thuộc nó hát theo là thuộc phải phải chịu hát theo nha phải chịu hát theo chứ còn nếu mà có đứa không chịu hát theo thì thật sự quý con bà con nó mở cả trăm lần nó không thuộc rồi lúc đó đừng chửi tôi nha có nghĩa là đây là theo cái sở thích của bé sở thích của bé à, cho nên người mẹ bé từng làm đó là thấy con mình nó thích cái này là người mẹ thấy lạ thôi nhưng mà nói thật sự á, tôi thấy bé từng làm lạ ít mà người mẹ bé từng làm lại lạ nhiều đó, lạ nhiều hơn bé từng làm nữa đó, con chưa kịp nói mẹ nó hết trơn đâu mà coi như là cộng đồng mạng là tung hô con bé lên quá trời quá đất khổ không quý bà con cực kỳ khổ đúng không tội cho bé chứ đó tôi nói thật sự chưa phổ độ được ai mà thấy bây giờ nó thật sự đầu óc và rối bời đó. Đó đầu óc nó thật sự bây giờ như tổ quạ rồi bây giờ rất nhiều cái luồng suy nghĩ đó, tự nhiên một đứa con mình đang sống hồn nhiên vô tư và không muốn muốn đẩy lên không gian mạng đã lên không gian mạng là mình phải biết rằng lên không gian mạng nó sẽ có cái ý kiến thuận chiều và trái chiều khen chê đều có thì tôi hỏi quý vị thì với một cái đứa trẻ như con của mình như vậy đó rồi đưa lên như vậy đã có phù hợp hay không. Hình như cái này là nó thực sự người mẹ đang tính nó sai sai bài cái đường đi của người mẹ nó sai sai rất rõ ràng không nghĩ rằng lên không gian mạng rồi sẽ có người kiểu như là có những cái gọi là phán biện lại cái sự việc như vậy có nghĩa là mình đang đi trái ngược lại cái hiện bây giờ tôi đang đi trái ngược lại với cái ý của người mẹ bé ta mà vì sao tôi đi trái ngược tôi muốn đưa bé về lại một cái điểm mà bé kể như là bé từng có được đấy là một cái sự hồn nhiên của một đứa trẻ đó. Nếu mà tôi nghĩ người mẹ bé từng làm mà nghe được vấn đề này của tôi nghĩ là mẹ bé từng làm cũng phải suy nghĩ lại và nhất là cái thằng Minh Sài Gòn cái thằng gọi là ốc tôm mày cũng phải suy nghĩ lại những gì anh nói đó. Mày đừng có tung hô mày cũng đừng có mượn đạo tạo đời đó. Mày đừng thấy kênh của mày mỗi lần để vô là Phật pháp nhiệm màu nó nhiệm màu với ai chứ nó thật sự cỡ mày mày tu có trăm năm chăng nữa cũng không có nhiệm màu với mày được vì cái tâm của mày tâm tà đúng không đấy. Một người mà tâm tâm thiện một người tâm thiện mà dù cái pháp có tà người ta cũng là người ta qua cái miệng của người ta diễn giải cái pháp cũng là pháp thiện mà một người đó một người mà cái tâm nó đã tà mà đi nói những bài pháp thiện thì nó thật sự cái bài pháp đó nó cũng tà chứ không có thiện được đấy, cụ thể là cái thằng Minh Sài Gòn đấy, mày lên mày cứ câu gâu mãi xuống giùm anh cái đi mày không thể nào mày lên gọi là mày dùng một tay mà che cả bầu trời cái âm mưu thằng này tôi biết quá rõ kênh của nó đang bị gọi là mất tương tác mất đề xuất bắt đầu nó muốn là bu vô đây để tôi chữ nó bắt đầu là bà con qua đấy coi đấy để nó tăng cái lực đề xuất cái vấn đề thứ nhất vấn đề thứ hai cũng muốn là để mà gọi là lập công với là mẹ bé Tường Lan rồi để cho bà kêu tới để quay quay cho vài clip để mà kéo lại đề xuất của kênh đấy, chứ còn nó thật sự thành đây bà con thấy đâu nó để cái hình con neo một đường mà trong cái nội dung một nẻo mà nó lên nó nói lắp ba lắp bắp thật sự như một đứa trẻ con nói thật sự với con của tôi mà nó nói chuyện còn hơn thằng này gấp mấy lần về lục con tôi còn hiểu hơn thằng này gấp mấy lần mặc dù con tôi nó nhỏ đâu một thằng tàu lao bác xế đâu gọi là cái như là anh canh lợn miết rồi bây giờ mới vô kính lăng thang Sài Gòn sao mà kính được tao